Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là đài phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chúa nhật hôm nay mùng 10 tháng 3, sau phần tin tức và học hỏi giáo luật, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc về đề tài Hội Thánh Công giáo bảo vệ đời sống con người. Và chương trình sẽ kết thúc với một phút cầu nguyện do Trần Đỉnh phụ trách. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ đừng giả điếc đối với tiếng gọi của Thiên Chúa Đừng thối lui khi Chúa kêu gọi và hãy chấp nhận liều mình đáp lại tiếng gọi của Ngài. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong sứ điệp công bố hôm 8 tháng 3 vừa qua, nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 56 sẽ được cử hành vào Chúa Nhật thứ tư phục sinh 12 tháng 5 tới đây. Và đề tài sẽ là can đảm lên vì lời hứa của Thiên Chúa. Trong sứ điệp Đức Thánh Cha giải thích rằng, tiếng Chúa gọi không phải là một sự xen mình của Thiên Chúa vào trong tự do của con người, không phải là một cái lòng hay là một gánh nặng chất lên chúng ta. Trái lại, đó là một sáng kiến của lòng yêu thương. Qua đó, Thiên Chúa đến gặp và mời gọi chúng ta đi vào một dự phóng lớn. Và Chúa muốn cho chúng ta tham dự vào, mở ra cho chúng ta một chân trời biển khơi rộng lớn hơn và một mẻ cá dồi dào hơn. Đức Thánh Cha nêu ra nhận xét, Chúa không muốn cho chúng ta cam chịu mỗi ngày và suy nghĩ rằng, xét cho cùng, chẳng có gì đáng cho chúng ta hăng say dẫn thân và nó dập tắt những băng khoăn rây rứt trong con tim tìm kiếm những con đường mới cho hành trình của chúng ta. Ơn gọi xét cho cùng là một lời Chúa mời gọi chúng ta đừng dừng lại trên bờ với tấm lưới cầm trong tay. Trái lại, hãy theo Chúa dọc theo con đường Chúa muốn dành cho chúng ta, cho hạnh phúc của chúng ta và cho thiện ích của những người cạnh chúng ta. Dĩ nhiên, đón nhận lời hứa ấy đòi chúng ta phải can đảm chọn lựa. Các môn đệ đầu tiên khi nghe tiếng Chúa mời gọi tham gia vào một giấc mơ lớn hơn họ đã lập tức bỏ thuyền, bỏ lưới và đi theo Chúa. Đức Thánh Cha giải thích rằng, điều ấy có nghĩa là để đón nhận tiếng Chúa gọi, cần liều chính bản thân, chấp nhận đương đầu với một thách đố mới, cần từ bỏ tất cả những gì cột chúng ta vào một con thuyền nhỏ, ngăn cản không để chúng ta thực hiện một sự chọn lựa chung kết. Chúng ta được yêu cầu có thái độ táo bạo thúc đẩy chúng ta mạnh mẽ khám phá dự phóng của Thiên Chúa dành cho cuộc đời chúng ta. Đức Thánh Cha kết luận rằng, không có niềm vui nào lớn hơn là chấp nhận liều mạng vì Chúa. Đặc biệt với các bạn là những người trẻ, tôi muốn nói, các bạn đừng điếc đối với tiếng Chúa gọi. Nếu Chúa gọi các bạn đi theo con đường này, các bạn đừng rút mái chèo lên thuyền, nhưng hãy tín thác vào Chúa. Các bạn đừng để mình bị lây sự sợ hãi, làm các bạn tê liệt đứng trước những đỉnh cao mà Chúa đề nghị với các bạn. Hãy luôn nhớ rằng, với những người bỏ lưới, bỏ thuyền để theo Chúa, Ngài hứa cho họ niềm vui của một cuộc sống mới, làm cho tâm hồn được đầy tràn và Chúa linh hoạt hành trình của họ. Vatican, sáng mùng 9 tháng 3, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các tham dự viên hội nghị thường niên của Liên hiệp đua xe đạp Âu Châu và Ngài đặc biệt đề cao các đức tính của bộ môn thể thao này. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có các đại diện của Liên đoàn đua xe đạp châu Phi. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhận xét, đua xe đạp là một trong những môn thể thao làm nổi bật một số đức tính như chịu đựng những cơ cực vất vả trong các cuộc leo các dốc dài và khó khăn. Tiếp đến là lòng can đảm, sự thanh liêm trong sự tôn trọng các quy luật, tinh thần vị tha và tinh thần đồng đội. Thật vậy, nếu chúng ta nghĩ đến một trong những bộ môn thể thao phổ biến nhất, thì đua xe đạp trên đường chúng ta thấy trong một cuộc đua, cả đội liên kết với nhau và nhiều khi phải hy sinh cho những người trưởng nhóm. Khi một người trong nhóm trải qua một giai đoạn khó khăn, thì các bạn trong nhóm hỗ trợ và đồng hành với người ấy. Cũng vậy, trong cuộc sống cần vuông trọng tinh thần vị tha, quảng đài và cộng đồng để giúp cho những người bị kẹt lại đằng sau và cần được giúp đỡ. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, khi thể thao trở thành một mục đích tự nó và khi con người trở thành một dụng cụ để phục vụ cho những lợi lộc khác như danh tiếng, lợi lộc thì khi đó sẽ xuất hiện những sáo trộn làm cho thể thao bị ô nhiễm. Tôi nghĩ đến nạn sử dụng các thuốc kích thích bất hợp pháp, thiếu lương thiện, thiếu tôn trọng và không tôn trọng đối thủ, tham nhũng, vân vân. Vatican, Đức Thánh Cha tố giác nạn bài do thái bộc phát tại nhiều nước và ngài cổ võ đối thoại liên tôn như phương thức đối phó đồng thời thăng tiến hòa bình và tôn trọng nhau. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 8 tháng 3 vừa qua, dành cho phái đoàn 40 người thuộc Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ, là cơ quan vẫn có quan hệ thường xuyên với Tòa Thánh từ khi Công giáo và Do Thái giáo chính thức đối thoại với nhau. Đức Thánh Cha nói, hiện nay một nguồn mạch gây lo âu lớn cho tôi là sự lan tràn tại nhiều nơi, bầu không khí gian ác và giận dữ trong đó oán ghét thái quá và sa đọa nảy sinh. Tôi đặc biệt nghĩ đến sự bộc phát những cuộc tấn công bà Do Thái tại nhiều nước. Hôm nay, tôi muốn tái khẳng định rằng cần phải cảnh giác về hiện tượng như thế. Lịch sử dạy chúng ta rằng nơi nào có một hình thức bà Do Thái, dù là bé nhỏ nhất, cũng có thể dẫn tới thảm trạng diệt chủng Do Thái, trong đó 2 phần 3 người Do Thái Âu Châu bị tiêu diệt. Đức Ninh Cha nói thêm rằng, tôi nhấn mạnh đối với một khi tôi hữu, Bất kỳ hình thức bài do thái nào đều là một sự chối bỏ nguồn gốc của mình, một sự mâu thuẫn hoàn toàn. Trong cuộc chiến chống oán ghét và bài do thái, một phương thế quan trọng là đối thoại liên tôn, nhắm thăng tiến một quyết tâm hòa bình, tôn trọng nhau và bảo vệ sự sống, tự do tôn giáo và chăm sóc thiên nhiên. Hơn nữa, người Do Thái và Kitô có chung một gia sản tinh thần, giúp chúng ta cộng tác nhiều với nhau. Giữa lúc Tây Phương đang chịu trào lưu tục hóa, làm mất nhân cách của con người, các tín hữu có nhiệm vụ tìm kiếm nhau và cộng tác để làm cho tình thương của Thiên Chúa trở nên cụ thể đối với nhân loại và thi hành những cử chỉ gần gũi nhau để chống lại thái độ dẫn dưng lan tràn những cử chỉ chăm sóc những người dễ bị tổn thương là anh chị em chúng ta, người nghèo, người yếu, người bệnh, trẻ em và người già. Rouen, lúc 10 giờ rưỡi sáng mùng 9 tháng 3, lễ nghi kết thúc cuộc điều tra ở cấp dấu phận để làm án phong chân phước cho cha Jacques Hamel bị quân khủng bố hồi giáo sát hại ngày 26 tháng 7 năm 2016 tại nhà thờ Saint-Étienne-de-RouBray thuộc tổng giáo phận Rouen, miền Tây Bắc Pháp. Cha Hamen lúc đó 86 tuổi, làm linh mục được 58 năm. Tuy chính thức về hưu năm 2005 khi được 75 tuổi, nhưng cha tiếp tục phục vụ giáo sứ Thánh Etienne như một linh mục trợ tá. Sáng ngày 26 tháng 7 năm 2016, trong lúc cử hành thánh lễ cho một vài tín hữu, hai tên khủng bố thuộc tổ chức gọi là Nhà nước Hồi giáo ở Iraq đã đột nhập vào thánh đường và cắt cổ cha. Buổi lễ kết thúc cuộc điều tra diễn ra tại Tòa giáo mục địa phương toàn bộ hồ sơ về thân thế, các nhân đức và cuộc tử đạo của cha Hamen đã được niêm phong trong các hộp lớn để chuyển về bộ phong thánh ở Vatican để cứu xét. Hồi tháng 9 năm 2016, tức chỉ vài tuần sau khi cha Hamen bị cắt cổ tại nhà thờ thánh Etienne, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta ở Vatican như một dấu chỉ gần gũi và liên đới với thân nhân của cha Hamen và cộng đoàn tín hữu Ruan. Đức Thánh Cha gọi cha là một vị tử đạo và các vị tử đạo là những người có phúc. Cùng với lời tuyên bố đó, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh mở án trước thời hạn để xem xét hồ sơ phong châm phước cho cha Hamen, thay vì phải đợi 5 năm theo quy luật thông thường. Sự chuẩn trước này cũng đã từng được áp dụng cho trường hợp Đức Giáo Hoàng Joan Paulo II và mẹ Teresa Cancuta. Oviedo, lúc 11 giờ sáng thứ Bảy hôm qua, mùng 9 tháng 3, Đức Hồng Ý Angelo Betriu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh đã đại, đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ tôn phong chân phước tại thành Oviedo, Tây Ban Nha, cho thầy Angel Quatas Cristobal cùng với ba chủng sinh khác bị sát hại vì đức tin trong cuộc nội chiến từ năm 1936 đến 1937. Miền Asturias, nơi có thành phố Oviedo, từ năm 1934 đã có nhiều xáo trộn, Cộng đoàn các công nhân thợ mỏ và các lực lượng tả phái vô chính phủ hiệp sức với nhau để bãi bỏ hiến pháp Cộng hòa và thiết lập nhà nước xã hội chủ nghĩa. Cuộc nổi loạn bộc phát từ tháng 5 năm 1934 gây nên các cuộc xung đột tại nhiều nơi, nhưng nhất là tại thành Oviedo, nơi có nhiều người, nhất là các linh mục tu sĩ bị sát hại cùng với nhiều giáo dân, tổng cộng là 6.832 người. Trong nhóm được phong chân phước hôm qua, đứng đầu là thầy Angel quatas Cristobal, thuộc Đại chủng viện Oviedo, chỉ còn vài tháng trước khi chịu chức phụ phó tế, hay cũng gọi là chức năm. Mặc dù gia đình khuyên can hết kỳ hè, thầy vẫn trở về Đại chủng viện. Tại đây cùng với ba đại chủng sinh khác, thầy bị sát hại. Người lớn tuổi nhất là 24 và người trẻ nhất 18 tuổi, cùng được tôn phong trong nhóm có ba giáo dân. Đức Hồng Y Triêu nói rằng tấm gương của các vị tân chân phước là một lời mời gọi gửi đến cho tôi và tất cả các linh mục khác hãy sống trọn vẹn và nghiêm túc ơn gọi của mình. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt đài Vatican. Sau đây Mai Châu và Thanh Hiển xin gửi đến quý vị một học hỏi giáo luật với đề tài các thể nhân. Quý thính giả, chúng ta đang tìm hiểu về tình trạng pháp lý của thể nhân theo quy định của giáo luật. Tưởng cũng nên nhắc lại tình trạng pháp lý của thể nhân phụ thuộc vào bốn yếu tố đó là nơi cư trú, tuổi tác, quan hệ huyết thống của cá nhân và cuối cùng là lễ nghi của giáo hội mà cá nhân ghi danh vào. Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về tuổi tác của cá nhân Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về ba yếu tố còn lại. Cư trú của các thể nhân được quy định từ điều 100 đến 108. Sống trong một cộng đoàn, chúng ta có các điểm tham chiếu cụ thể liên quan đến nơi sinh hoặc nơi ở của chúng ta. Trên cơ sở của các nơi này, các mối quan hệ pháp lý được thiết lập với cộng đoàn giáo hội, đó là giáo xứ và giáo phận. Điều 100 của bộ luật phân biệt giữa nơi thường trú và nơi tạm trú trước khi kiểm tra hoàn cảnh cá nhân bộ luật xác định người thường trú liên quan đến nơi người đó cư trú người tạm trú liên quan đến nơi người đó tạm trú người nước ngoài liên quan đến việc người đó đang quá cảnh nhưng không có chỗ ở cũng không có chỗ tạm trú người lang thang đơn giản là người không có chỗ ở hoặc nơi tạm trú nguyên quán của cá nhân về điều này, bộ luật không quá chú trọng đến việc nó có liên quan các hậu quả pháp lý trong giáo hội. Cư sở và bán cư sở Thủ đắc cư sở Theo khoảng 1 điều 102 thì yếu tố khách quan là cần thiết bởi vì người này phải cư ngụ trong lãnh thổ của một giáo xứ hoặc ít nhất là một giáo phận nơi người đó dự định cư ngụ. Yêu cầu này không bao giờ được thiếu với ý định sẽ ở đó vĩnh viễn nếu không có gì thay đổi hoặc việc cư ngụ đã được kéo dài 5 năm trọn. Bán cư sở, diệt thủ đất hoặc mất bán cư sở cũng theo trình tự như quy định về cư sở. Một sự khác biệt duy nhất là thời gian cần thiết cho ý định ở lại lâu dài hoặc thực tế. Cư trú trong lãnh thổ phải được kết hợp với chủ ý ở lại đó tối thiểu 3 tháng hoặc thực sự đã được kéo dài trong suốt 3 tháng. Cư sở hoặc bán cư sở theo luật Từ điều 103 đến 105, đề cập đến cư sở hoặc bán cư sở theo luật liên quan đến thành viên của một hội dòng, của vị thành niên. Theo điều 103, cần lưu ý là cư sở hoặc bán cư sở theo luật được luật đưa ra không phải áp dụng cho các thành viên của tất cả các tu hội của đời thánh hiến mà chỉ cho các thành viên của các hội dòng. Các thành viên của các tu hội đời theo quy định ở điều 102. Quy định về cư sở của vợ chồng. Nguyên tắc chung là vợ chồng có cư sở hoặc bán cư sở. Nguyên tắc này xuất phát từ các nghĩa vụ hôn nhân. Nhưng theo điều 104, khi có lý do chính đáng, ví dụ như do ly thân hợp pháp thì mỗi người có thể có cư sở hoặc bán cư sở riêng. Quy định nơi cư trú của trẻ vị thành niên Trẻ vị thành niên cho đến khi còn thuộc thẩm quyền của cha mẹ, nơi cư trú của họ lại thuộc vào cha mẹ. Quá tuổi nhi đồng, nghĩa là 7 tuổi tròn, họ có thể có bán cư sở riêng và nếu đã được thoát quyền cách hợp pháp chiếu theo luật dân sự, thì người vị thành niên cũng có thể có cư sở riêng liên quan đến cha sở hay đấng bản quyền. Cư sở và bán cư sở quan trọng bởi vì theo đó một người trở thành thành viên của một giáo xứ và một giáo phận. Nói cách khác, người đó có một vị linh mục giáo xứ và một đấng bản quyền. Vì cá nhân có thể có nhiều cư sở và bán cư sở, cho nên cũng có thể có nhiều tra sở và nhiều đấng bản quyền. Đối với người không có cư sở, thì tra sở hay đấng bản quyền là nơi người đó hiện đang cư ngụ. Tình trạng pháp lý trong mối liên hệ họ hàng, liên hệ họ hàng giữa các thể nhân không chỉ quan trọng trong lĩnh vực hôn phối, nhưng cả trong các lĩnh vực trao phó giáo vụ trong giáo hội, huyết tộc được tính theo hàng và cấp. Trong hàng dọc hay còn gọi là trực hệ, có bao nhiêu đời thì có bấy nhiêu cấp, nghĩa là tính theo số người sinh từ gốc chung nhưng không tính chính gốc ấy trong hàng ngang hay còn gọi là bàn hệ các cấp được tính theo bao nhiêu người trong cả hai hàng cùng gốc chung nhưng không tính chính gốc một tình trạng khác quyết định năng lực pháp lý của cá nhân do mối quan hệ họ hàng đó là một mối quan hệ ràng buộc giữa những người có nguồn gốc tự nhiên người thân hoặc từ luật trường hợp nhận con nuôi mối quan hệ đầu tiên được gọi là quan hệ huyết tộc Mối quan hệ thứ hai là mối quan hệ họ kết bạn và quan hệ con nuôi. Huyết tộc, điều 108 không đưa ra định nghĩa về huyết tộc, nhưng xác định cách tính nó theo hàng dọc và theo hàng ngang. Huyết tộc thường được định nghĩa là mối liên kết hiện diện giữa những người khác nhau có cùng một gốc, nền tảng là thế hệ và không kết hôn. Khi một người di chuyển ra khỏi gốc, tính huyết tộc giảm. Hợp pháp Quan hệ này xảy ra giữa người trong hôn nhân, bất hợp pháp, phát sinh bên ngoài hôn nhân. Trọn vẹn khi tất cả có cùng cha mẹ, không trọn vẹn khi có cha chung hoặc mẹ chung. Cách tính cho hàng và bậc. Để tính mối quan hệ huyết tộc, chúng ta phải ghi nhớ gốc tổ, hèn, bậc. Gốc tổ là người mà một số người có quan hệ huyết thống, truyền qua thế hệ, gốc tổ bao gồm hai người, cha và mẹ, ngay cả khi họ không phải lúc nào cũng giống nhau cho tất cả anh em. Hèn, đó là một loạt những người xuất thân từ cùng một gốc. Theo Điều 108, chúng ta có một hàng dọc, một hàng ngang. Hàng dọc, đó là chuỗi những người nói tiếp nhau, một người từ người khác, cha, con, cháu. Đó là sự tăng dần và giảm dần hàng ngang là hậu vệ của cùng một gốc nhưng giữa họ không hạ xuống theo nghĩa xác thịt anh chị chú cháu anh em họ bậc cho biết khoảng cách giữa các mối liên hệ huyết tộc để tính toán gốc tổ không tính giữa cha và con trai sẽ có một bậc đầu tiên chúng ta đã nói gốc tổ không tính và do đó vẫn còn một người do vậy bậc thứ nhất ông chúng ta đếm số người, ông, bố, con là ba người. Tổ tiên không tính và vẫn còn hai người. Huyết tộc theo hàng dọc của bậc hai. Cháu chắc, ông cố, ông nội, cha, con trai là bốn người. Không tính gốc là ông cố và vẫn còn ba người. Huyết tộc là hàng dọc, bậc ba. Hàng ngang, chúng ta đếm những người ở cả hai hàng, và không tính gốc anh chị để thấy được quan hệ này chúng ta đi đến tổ tiên như vậy cha anh chị là ba người tổ tiên bị loại bỏ và vẫn còn hai người huyết tộc hàng ngang bậc thứ hai bác và cháu chúng ta nhìn tổ tiên ông cha chú cháu là bốn người huyết tộc hàng ngang bậc thứ ba họ kết bạn Ngoài huyết tộc, luật xem xét các mối liên kết đưa hai gia đình đến gần hơn với một thực tế bên ngoài. Cách tiếp cận này, theo luật La Mã, do hôn nhân tạo nên được gọi là họ kết bạn. Giáo luật lấy tinh thần này của luật La Mã, đó chính là quan hệ thông gia của vợ chồng. Theo điều 109, họ kết bạn phát sinh do hôn nhân thành sự, đó là một sự ràng buộc vĩnh viễn. Nó không chấm dứt cho dù vợ hay chồng chết Cách tính đối với họ kết bạn Giống như cách tính huyết tộc Nghĩa là huyết tộc của người chồng Có họ kết bạn với người vợ Ở cùng hàng và cùng bậc Và ngược lại Anh trai của người vợ Là có họ kết bạn Ở bậc thứ hai đối với chồng Hiệu quả pháp lý của huyết thống Và họ kết bạn Dẫn đến nhiều hiệu quả pháp lý Trong cuộc sống của thể nhân Chúng ta liệt kê và hiệu quả. Ví dụ trẻ vị thành niên phải lệ thuộc vào cha mẹ, quyền của người con về nơi cư trú, bổn phận của cha mẹ đối với con cái, các trở ngại trong hôn nhân, những trở ngại đối với giáo vụ. Vấn đề con nuôi điều 110, đó là hành động pháp lý tạo ra một sự ràng buộc cha mẹ và con nuôi, không phụ thuộc vào mối liên hệ thể lý và sinh sản. Nhờ việc nhận con nuôi, người được nhận nuôi là một người con với tất cả các khía cạnh của pháp luật và với tất cả các hậu quả mà tình trạng đó đòi hỏi. Việc nhận con nuôi làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái của họ. Điều kiện pháp lý liên quan đến nghi lễ. Điều 111 xác định, giáo luật xác định các điều kiện để thuộc về nghi lễ Latin khoảng 1 điều 111 phân biệt giáo hội Latin với các giáo hội khác và xác định các tiêu chí thuộc về giáo hội nghi lễ Latin. Thứ nhất, tiếp nhận bí tích rửa tội. Khi cha mẹ là cả hai thuộc nghi lễ Latin, con cái được ghi danh vào giáo hội Latin. Thứ hai, khi cha mẹ thuộc các nghi lễ khác nhau, một thỏa thuận chung được đưa ra về việc ghi danh cho con cái, một nghi lễ cho cha mẹ chọn. Nếu không có thỏa thuận chung, Điều luật quy định con cái được ghi danh thuộc về giáo hội mà người cha được ghi danh. Thứ ba, lựa chọn của trẻ bị thành niên tròn 14 tuổi khi xin lãnh bí tích rửa tội. Người này tự do chọn được rửa tội trong giáo hội Latin hoặc trong giáo hội nghi lễ tự lập khác. Trong trường hợp ấy, họ thuộc về giáo hội họ đã chọn. Ghi danh vào một giáo hội nghi lễ khác. Điều 112 sau khi lãnh nhận biết tích rửa tội có ba trường hợp từ nghi lễ la có thể ghi danh vào giáo hội nghi lễ tự lập khác việc thay đổi này phải được ghi vào sổ rửa tội thứ nhất người đã được tòa thánh cho phép bất cứ ai muốn thay đổi nghi lễ và những nguyên nhân khác ngoài những nguyên nhân liên quan đến hôn nhân đều phải có phép của tòa thánh việc thay đổi liên quan đến một sự thay đổi kỷ luật phụng vụ và giáo lý sự cho phép này phải có văn bản xác nhận thì mới hợp lệ. Thứ hai, hôn nhân. Vào thời điểm kết hôn, vợ hay chồng có thể tuyên bố muốn qua một giáo hội nghi lễ khác của chồng hay vợ. Luật không xác định việc đệ trình việc tuyên bố này. Và cuối cùng thứ ba, liên quan đến con cái. Trước 14 tuổi, con cái theo nghi lễ của cha mẹ. Sau 14 tuổi, con cái có thể trở lại nghi lễ mà chúng mong muốn để tiếp tục chương trình linh mục nguyễn tất thắng sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài hội thánh công giáo bảo vệ đời sống con người quý vị thính giả, trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng nói về đề tài Hội Thánh Công giáo bảo vệ đời sống con người. Nhiều người phá thai vì đó là hành vi hợp pháp. Thống kê chính thức của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, năm 2017 có số phá thai trên toàn cầu là 55,7 triệu ca. Trong đó, số ca phá thai không an toàn là 25,5 triệu. 97% số ca phá thai không an toàn này là ở các nước châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin. Việt Nam có khoảng 300.000 ca phá thai mỗi năm. Hội Thánh Công giáo dạy thế nào về phá thai, thưa cha? Thiên Chúa là chủ sự sống, đã trao cho con người nhiệm vụ cao cả là bảo toàn sự sống, và họ phải chu toàn bổn phận đó như chính Ngài đã làm. Do đó, sự sống phải được bảo vệ hết sức cẩn thận ngay từ lúc thụ thai phá thai và giết trẻ sơ sinh là những tội ác ghê tởm hội thánh đã xác định không được phá thai cũng như không được giết trẻ sơ sinh phá thai là một tội ác khủng khiếp trực tiếp tiêu diệt sự sống một người vô tội bao giờ cũng là một hành vi xấu tự bản chất phải nói rằng phá thai tự bản chất của nó là xấu chứ không phải là xấu bởi vì hội thánh cấm đoán Hội thánh công giáo không những lên án nhưng còn ra vạ tuyệt thông tiền kết cho những ai cộng tác vào việc phá thai, phải không Thưa Cha? Đúng vậy, cộng tác vào chính việc phá thai là một tội rất nghiêm trọng. Theo giáo luật Hội Thánh ra vạ tuyệt thông cho những người phạm tội này. Ai thi hành việc phá thai và việc phá thai có kết quả thì mắc vạ tuyệt thông tiền kết. Hội thánh áp dụng hình phạt vì hội thánh muốn nhấn mạnh tính cách nghiêm trọng của tội ác đã phạm. Sự thiệt hại không sửa chữa được đã gây ra cho trẻ em vô tội bị giết chết, cho cha mẹ của em và cho toàn thể xã hội. Tuy nhiên, hội thánh không giới hạn lòng thương xót của Chúa dành cho họ khi sám hối đền tội. Thưa cha, hội thánh dạy thế nào về việc tôn trọng đời sống con người? Hội thánh nhấn mạnh những điểm sau. Thứ nhất, sự sống con người phải được tuyệt đối tôn trọng và bảo vệ từ lúc được thụ thai thứ hai ngay từ lúc thành thai phôi thai phải được đối xử như một nhân vị nên phải được hết sức bảo vệ toàn vẹn chăm sóc và chữa trị như một con người khác chỉ được phép can thiệp trên phôi thai con người với điều kiện phải tôn trọng sự sống và sự vẹn toàn của phôi thai nhưng không gây ra rủi ro không cân xứng cho phôi thai, nhưng phải nhằm tới việc chữa trị, cải thiện sức khỏe hoặc để cứu sống chính phôi thai. Thứ ba, ngay từ giây phút bắt đầu hiện hữu, con người phải được kẻ khác nhìn nhận các quyền làm người, trong đó có quyền được sống, là quyền bất khả xâm phạm của mọi người vô tội. Đây là một yếu tố nền tảng của xã hội dân sự và luật pháp những quyền bất khả nhượng của con người phải được xã hội dân sự và chính quyền nhìn nhận cũng như tôn trọng. Hội Thánh có dạy phải tôn trọng đời sống của những người nghèo khổ, già yếu hay bệnh tật không, thưa cha? Xã hội phải đặc biệt tôn trọng đời sống của những người nghèo khổ, già yếu hay bệnh tật. Những người bệnh hoạn tật nguyền phải được nâng đỡ để sống một cuộc sống càng bình thường càng tốt. Luân lý hội thánh không giáo không chấp nhận việc trực tiếp giết chết để tránh đau đớn hoặc nhằm chấm dứt đời sống những người tật nguyền, đau yếu hoặc hấp hối vì bất cứ lý do nào và vừa vì, vì bất cứ phương thế nào. Do đó, có ý làm hoặc bỏ không làm việc tự nó để đưa đến cái chết, để chấm dứt sự đau đớn của một người là một tội ác cố ý giết người. Đó là tội nghiêm trọng Nghịch tới phẩm giá con người và bữa lòng tôn kính thiên chúa hằng sống đấng tạo thành con người. Nhiều bác sĩ hoặc thân nhân không muốn chi phí nhiều tiền cho việc chữa trị bệnh nhân. Thưa cha, luân lý công giáo có đưa ra những nguyên tắc để phân định không? Theo nguyên tắc, luân lý không đòi buộc phải chữa bệnh với bất cứ giá nào. Có thể ngưng các phương thức trị bệnh quá tốn kém, mạo hiểm, dị thường hay không tương xứng với những kết quả mong muốn, chính bệnh nhân phải quyết định nếu họ có thẩm quyền và có khả năng, nếu không việc quyết định phải do những người có quyền theo luật pháp nhưng luôn phải tôn trọng ý muốn hợp lý và quyền lợi chính đáng của người bệnh. Về mặt luân lý, việc sử dụng các thuốc giảm đau để làm dịu bớt sự đau đớn của người hấp hối, ngay cả khi có thể nguy cơ rút ngắn cuộc sống vẫn được xem là xứng đáng với nhân phẩm, miễn là không nhắm đến cái chết như là mục đích hay phương tiện. Dù bệnh nhân sắp chết, vẫn phải tiếp tục chăm sóc bình thường. Săn sóc người hấp hối là một hình thức đặc biệt của đức bác ái vô vị lợi, cần phải được khuyến khích. Con người có được quyền sống hoặc chết theo ý muốn của họ không, thưa cha? Mỗi người chịu trách nhiệm về sự sống của mình trước mặt Thiên Chúa là đấng ban sự sống. Chính người là chủ tối thượng của sự sống. Chúng ta có bổn phận đón nhận với lòng biết ơn và giữ gìn sự sống để tôn vinh Thiên Chúa và để được cứu độ. Chúng ta là người quản lý chứ không phải là chủ của sự sống mà Chúa đã trao ban. Chúng ta không có quyền quyết định về mạng sống của mình tự sát nghịch với khuynh hướng tự nhiên muốn bảo toàn và kéo dài sự sống của con người đó là tội nặng nề vi phạm đến tình yêu chính đáng đối với bản thân tự sát còn xúc phạm đến tình yêu đối với những người thân cận vì nó cắt đứt một cách bất công những mối dây liên đới với gia đình quốc gia và nhân loại mà chúng ta có trách nhiệm hơn nữa tự sát đối nghịch với tình yêu của Thiên Chúa hằng sống. Nhiều người đã kết thúc cuộc đời vì không còn hy vọng, đồng thời có những văn hóa còn khuyến khích việc tự tử. Thưa cha, hội thánh phán đoán thế nào về những vụ tự tử? Trước tiên, luân lý hội thánh công giáo cấm tự tử hoặc cộng tác vào việc tự tử. Nếu tự tử với ý định nêu gương, nhất là đối với giới trẻ, thì tội này càng nghiêm trọng hơn nữa vì là một gương xấu những người tự tử vì những rối loạn tâm thần trầm trọng quá lo âu sợ hãi trước một thử thách trước đau khổ hoặc sợ bị tra tấn có thể được chạm bớt trách nhiệm đồng thời hội thấy nhắc nhở các tín hữu không nên tuyệt vọng về phần rỗi đời đời của những người tự tử thiên chúa có thể thu xếp cho họ có cơ hội sám hối để được ơn tha thứ bằng những đường lối mà chỉ một mình Ngài biết. Do đó, Hội Thánh vẫn cầu nguyện cho những người hủy hoại mạng sống mình. Thưa cha, Hội Thánh Công giáo có cho phép khoa học thí nghiệm trên thân xác con người không? Hội Thánh Công giáo đưa ra những nguyên tắc luân lý liên quan đến việc nghiên cứu và thí nghiệm như sau. Thứ nhất, nghiên cứu và thí nghiệm luôn phải tôn trọng nhân phẩm con người và luật luân lý. Về mặt luân lý không được phép thí nghiệm chim con người nếu thấy trước những rủi ro không cân xứng hay có thể tránh được cho mạng sống và sự toàn vẹn tâm lý của đương sự. Thứ hai, việc ghép các bộ phận cơ thể phải phù hợp với luật luân lý. Thứ ba, ngoài những trường hợp nêu trên, việc cố tình cắt bỏ, hủy hoại hay triệt sản thực hiện trên những người vô tội đều nghịch với luân lý thứ tư hiến tặng các bộ phận sau khi chết là điều cao quý đáng khen thưởng và phải được khuyến khích như một biểu tượng lên đới quảng đại về phương diện luân lý không thể chấp nhận lấy bộ phận nếu người cho hoặc những người thân có quyền không minh thị đồng ý thứ năm về phương diện luân lý không thể chấp nhận việc trực tiếp gây tàn phế hoặc cái chết cho một người dù nhằm mục đích kéo dài đời sống của những người khác. Hội Thánh Công giáo có cho phép áp dụng án tử hình cho các phạm nhân không, thưa cha? Ngày 11 tháng 5 năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã phê chuẩn văn bản mới của đoạn 2267 trong sách giáo lý Hội Thánh Công giáo như sau. Trong thời gian dài, việc sử dụng án tử hình do chính quyền hợp pháp sau một vụ xử án hợp lệ được coi là một câu trả lời thích hợp cho một số tội nặng và một phương thế có thể chấp nhận được. Tuy là biện pháp, ngày nay, càng ngày người ta càng ý thức con người không bị mất phẩm giá, dù sau khi đã phạm những tội ác rất nặng. Ngoài ra một nhận thức mới được phổ biến về ý nghĩa các hình luật từ phía nhà nước. Sau cùng người ta cũng kiện tòa những hệ thống giam cầm hữu hợi hơn để bảo đảm an ninh cho người dân, nhưng đồng thời các hệ thống giam cầm ấy không tước bỏ vĩnh viễn khả năng hoán cải của người phạm tội. Vì thế dưới ánh sáng tin mừng, Hội Thánh dạy rằng án tử hình là điều không thể chấp nhận được vì làm thương tổn đặc tính bất khả xâm phạm và phẩm giá con người và giáo hội quyết liệt dấn thân để án tử hình được bãi bỏ ở mọi nơi trên thế giới. Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh sẽ gửi đến quý vị một phút cầu nguyện. Bạn thân mến, cuộc đời là những chuyến đi, nhưng không phải chuyến đi nào cũng dễ dàng. Chuyến đi của những người bỏ lại quê hương để tìm cho mình một con đường sống luôn gắn liền với những khó khăn và gian khổ. Kinh nghiệm của gia đình Thánh giúp ta hiểu phần nào về những kinh nghiệm này. Nếu hỏi tại sao phải ra đi, hẳn mỗi người sẽ có những câu chuyện của riêng mình. Có người ra đi là để học hỏi, để lớn lên. Có người ra đi chỉ vì thấy muốn được tự do, thoát khỏi gia đình và sống như những gì mình muốn. Có người ra đi là bởi nghèo đói, bởi chiến tranh hay một mối tương quan bất hòa. Trên tất cả, khi ra đi, người ta đều mong cuộc đời mình sẽ đổi khác, đều mong cuộc đời mình sẽ được ấm êm, yên bình. Cất bước lên đường, hẳn người ta phải mạnh mẽ dứt bỏ những gì là thân thuộc, những gì gắn bó với mình mạnh mẽ dứt bỏ bao nhiêu, người ta lại càng dấn thân lên đường bấy nhiêu. Chưa cuộc ra đi nào là dễ dàng với những ai còn mẹ già, còn con thơ. Gặp mưa sông bão tố, gặp cơn nóng đổ lửa hay những ngày sương gió, thật khiến người ta nản lòng. Khi ấy, chỉ còn niềm hy vọng mới giúp đôi chân thôi chùn bước. Nếu hành trình đi đến là một hành trình vất vả, thì hành trình bám trụ nơi đất khách quê người lại là một câu chuyện còn gian nan hơn môi trường mới, cách nghĩ mới, cách đánh giá về con người và cuộc đời cũng đổi khác. Những người tha hương bị dán cho nhiều nhãn mác khác nhau. Hàng xuất khẩu chưa hẳn lúc nào cũng gặp thuận lợi, chứ đừng nói đến hàng lậu, hàng chui. Có những chuyến ra đi chẳng giống màu hồng như người ta vẫn tưởng. Có người hiểu, có người không, có người cười, có người thương, có người coi thường mà cũng có người trân trọng mỗi người đều có một câu chuyện của riêng mình nhưng cuộc đời mà xa nhà xa những điều thân thuộc hẳn những lúc sóng gió cuộc đời nơi đất lạ người ta lại càng nhớ những gì gắn bó với mình nhiều đêm những giọt nước mắt đã rơi vì nhớ mẹ nhớ cha nhớ chồng nhớ vợ nhớ con ai hiểu được nỗi lòng ấy ai hiểu được nỗi cô đơn này gạt đi tất cả người ta gắng gồng gắn gượng để tồn tại với hy vọng ngày mai tươi sáng. Với những người thành công, nỗi nhớ ấy với bớt phần nào. Còn với những cuộc đời mãi long đong lật đật, thật chẳng biết đến ngày mai ra sao, cuộc đời vì thế tủi thân bội phần. Lúc ấy, người ta dễ quay lại, tiếc nuối những ngày quá khứ. Bước tiếp cũng không được, mà trở về thì cũng chẳng xong. Lang bạt tới những vùng đất khác nhau, người ta mới hiểu thế nào là nhà. Khi cất bước ra đi, ai cũng mong ngày trở về. Nhưng cuộc đời đâu phải là mơ. Nhiều khi trở về quê hương của mình, chợt nhận thấy mình không còn hòa hợp với chỗ ấy. Chợt nhận ra quê hương cũng đổi khác, lòng người cũng đổi khác. Những người thân yêu cũng đã từ từ ra đi, còn người thương mến cũng đã có lối, có đường. Lúc ấy, người ta mới hiểu khó khăn hơn cả không phải là lúc rời đi, mà là khi trở về. Thầy Giêsu và cha mẹ của người đã phải cất bước ra đi khỏi xứ sở của mình từ khi người còn trong lòng mẹ. Nhìn vào cuộc đời của người từ khi sinh ra trong hang bò lừa, trong một gia đình nghèo hèn, cho đến lúc chịu chết trên cây thập tự, bị chính những con người của đất nước mình đóng đinh, ta mới thấy cuộc đời người là một chuỗi thất bại. Cha mẹ người, Maria và Giuse, đã đến vùng đất mà người ta không sẵn sàng tiếp đón họ bước đi với những bị cực của riêng mình và cũng không biết cuộc sống phía trước sẽ ra sao trong cảnh khổ cực ấy họ vẫn có những người bạn là những người được thiên thần viếng thăm các mục đồng là những người bần cùng của xã hội thời ấy họ phải làm việc dưới trời đêm lạnh giá trong khi những kẻ khác nghỉ ngơi trong chăn ấm nệm êm họ là những người không được học hành gì nhiều và cũng chẳng ước mơ gì cao sang từ báo tin về Hải nhi họ đã lên đường viếng thăm trong hành trình cuộc đời, tôi dễ bị cám dỗ dán nhãn cho một ai đó là kẻ chiến thắng hoặc chiến bại, dù tôi chưa biết về lịch sử cuộc đời của họ. Các mục đồng đã lên đường và họ tiếp tục lên đường loan báo cho người khác biết về công việc của Thiên Chúa. Herod lại khác, ông không muốn lên đường, ông ở lại trong cung điện của mình và sai người đi giết hại các trẻ nhỏ. Ông gieo sự chết chóc, gieo sự bất tín và sợ hãi, Thầy giê -xu cho ta cái nhìn về một thế giới không có người thất bại. Nơi người, những người nghèo nhất được trả lại cái nhìn với đầy đủ căn tính của một con người, với niềm vui và hy vọng, với niềm tín thác vào công trình và kế hoạch của Thiên Chúa. Thầy giê đã làm một cuộc cách mạng khiến chúng ta phải nhìn lại cách chúng ta đánh giá cuộc đời. Thế nào là thành công, thế nào là hạnh phúc. Ngài mời gọi tôi nhìn lại cách tôi nhìn về tiền bạc và vinh quang, cách tôi nhìn những người nghèo đói và đau khổ. Rốt cuộc, ai mới là người chiến thắng ai mới là kẻ chiến bại thầy giê xu tiếp tục mời gọi tôi mở đôi mắt của mình và tiến đến gặp gỡ người khác bỏ qua hàng rào của những định kiến của đánh giá thành công và thất bại tôi bước đi cùng những người nghèo khổ để cuộc đời mình được thắp lên ngọn lửa đức tin của họ niềm hy vọng của họ ước mong rằng cuộc đời không còn phải nghe thấy một câu quen thuộc ở đây không có chỗ cho bạn Chúng ta cùng cầu nguyện cho những người phải sống cuộc đời xa xứ, những người đang phải chiến đấu để tồn tại giữa cuộc đời khốc liệt này. Ước mong rằng cuộc đời không thiếu vắng những người tử tế và họ được cảm thấy nơi đâu cũng là nhà của mình, nơi có tình thương và đùm bọc, nơi có sự hy sinh và cảm thông. Đầu đó, có những dòng người đang phải rời khỏi xứ mình. Ước gì cuộc đời có thêm những cánh tay mở ra để đón chào những người anh em mà thiên Chúa gửi đến. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican Đức Thanh Cha tố giác nạn bà Do Thái bộc phát tại nhiều nước và Ngài cổ bỏ đối thoại liên tôn như phương thức đối phó đồng thời thăng tiến hòa bình và tôn trọng nhau. Vatican Trong sứ điệp ngày cầu nguyện ơn gọi năm nay, Đức Thanh Cha kêu gọi các bạn trẻ đừng giả điếc đối với tiếng gọi của Chúa. Đừng thối lui khi Chúa kêu gọi và hãy chấp nhận liều mạng đáp lại tiếng Chúa gọi. Oviedo, sáng hôm qua, Đức Hồng Y Angelo Petriu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại, đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ tôn phong chân phước tại thành Oviedo, Tây Ban Nha, cho bốn chủng sinh tự đạo trong thời nội chiến ở nước này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudate Jesu Christus ngợi khen Chúa Giêsu Kitô